Tại vì kiểu như nhìn ra những cái pha mở ác thật sự. Tốc biến mở nha, chứ không có đúp nha. Tại vì cái đúp của con Wukong nó rất là quan trọng. Cái đúp của con Wukong là một trong những cái chiêu thức mà giúp cho bạn sống sót á. Hoặc là tạo ra nhiều tình huống mà giữ đam được á. Chứ mà bây giờ mà bạn mở bằng đúp á là fail rồi nha. Tôi thấy nhiều cái đội tuyển tại VSET đó mọi người. Thật ra VSET mình đang có con Annie nè, con Na nè. Là hai con siêu mạnh luôn. Đặc biệt là con Annie. Là cái con tướng mà nó rất là hợp với lại giải VSET của mình. Thứ nhất á, là chúng ta có thể được đẩy hai lane. Sau đó chúng ta sẽ có một cái cặp mid rừng mạnh. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta có thêm cái công cụ mở giao tranh. Con Andy bây giờ rất là ok, rất là mạnh. Và nó rất là phù hợp với cái nhịp độ chơi tấn công của VSET của mình. Và nhiều đội tuyển tôi cảm giác không có chuộng con tướng này lắm hả? Trừ bên phía của Team Well. Team Well thì hình như là tôi nhớ ván 1 họ có một cái cặp cả Annie kết hợp với lại Wukong. Cặp đó khỏe lắm mọi người. Phải không? À không hả? À có, nhưng mà sau đó họ đẩy con Annie này xuống hỗ trợ. Gam đánh hai xạ thủ hả? À rồi, nhớ coi ván 1 rồi. Nhớ nhớ rồi. Ván 1 á thì... Ván 1 á, thì bên phía của Team Well được một cái là họ biết cái đội hình của mình giao tranh như thế nào. Tôi nhớ chỉ có một cái pha thua ở cái pha giao tranh này à. Ông ta. Cái đội hình của phía Team Well bây giờ giao tranh là kiểu như tìm góc cạc tạc thôi anh em ơi. Kiểu như bây giờ mình sẽ có con Kassante đi cặp với cái bộ đôi này nè. Đó, là con Kassante nó sẽ chống chịu chính. Còn hai con này sẽ tìm góc tạc ra hai bên cánh. Thì nhớ có một cái pha mà họ giao tranh thua ở cái mé mé phía bên bùa xanh thì phải. Còn bên phía của Gam thì họ sẽ giao tranh, cái đội hình này sẽ giao tranh theo cái hướng này. Hướng này là chính. Bốn thành viên này sẽ giao tranh theo cái kiểu là gom lại một cục đánh đẩy dần dần lên. Cùng lắm là có con cá sấu thì nó có thể tạc được để tạo ra một chút cái sự hỗn loạn. Còn nếu như không á, thì cá sấu nó cứ đánh theo cái hướng mà bốn thành viên còn lại cũng được anh em. Cứ đẩy dần lên cũng ok. Phút mấy nhờ? VSET bây giờ không có chú Linh bình luận thấy thiếu thiếu như là trận Gam với lại Tim Bell. Có chú Linh nhận định phân tích thì tại vì mọi người đâu có chú trọng tới việc mà phân tích nhiều đâu. Tại mọi người chứ sao? Nếu như mà bây giờ mọi người kiểu như là mọi người chú trọng tới phân tích nhiều á, thì ví dụ ban tổ chức họ thấy là ồ bây giờ cái giải đấu chúng ta cần phải có một người phân tích nào đó ok nữa, có cái góc nhìn nào đó ok nữa, thì biết đâu đấy, biết đâu đấy Linh có cơ hội sẽ cái ké một vài trận. Đùa chứ. Nhưng mà cái đó thì nói chung là cũng khó. Chung cũng khó. Cái đó phải có người kiểu dạng định hướng một chút. Tôi cũng không biết nói sao nữa anh em ơi. Tôi cũng biết nói sao. Rồi, hiện tại thì bên VSET cũng có nhiều người làm phân tích mà. Ví dụ Tùng nè, ví dụ như là Hảo nè, Dương nè. Rồi mấy bạn mới nữa. Nhưng mà căn bản thì cái góc nhìn của tôi thì có thể là nó sẽ có một vài những cái điểm khác. Chẳng hạn là như vậy, chẳng hạn thôi. Rồi ok, mình coi ván mấy anh em. Chết mẹ, nãy giờ tôi nói linh tinh quá, tôi không biết tôi tìm cái khúc nào cho anh em nữa. Thôi ok, bây giờ mình coi ván 3 đi ha. À cái đặc thù của phía của Gam ha, là mở rất là tốt ha. Wukong của Levi, tôi vẫn còn nhớ năm ngoái thì cái tỷ lệ thắng ở trong những cái trận chơi Wukong của Levi thì là nhiều nhất. Ván này thấy một chiều quá hả? 24 phút 4 đồng. Pha đó là pha đuổi Ngộ Không từ bùa đỏ. Ờ đúng rồi, chính xác á. Nhớ là đuổi Ngộ Không mất tốc biến rồi cái thứ này nọ. Đuổi Ngộ Không từ bùa đỏ, biết phút hai mấy không? Sẵn đây mở lại coi luôn. Rất nguy hiểm cho Levi. Tôi không chắc bắt đầu gặp vấn đề ở phía bên phải. Lin này quá. Bay sót mạng bản đồ phía bên trên. Bỏ qua luôn mọi người, từ ván 3 nên tôi bị ngáo rồi. Ok, mình sẽ coi ván ván 3 ha, một ván chốt sổ của cặp trận này.
Ủa mà anh một pháp sư bất cứ tốt với lobster sẽ nhắc còn ngủ. Thực ra tôi sẽ cho là họ cắm ước Agia bay đường dưới và chung ở đó rồi còn linh ở đây. Họ không có quá nhiều thay đổi và Nagia bây giờ vẫn lộ ra Annie. Khi mà bạn nứt Rarat rồi, bạn có thể dùng Annie để mà đưa ra khu vực đường giữa hoặc là đường dưới và đang nhá đến từ Nagia. Bản 3 thì mình đang thấy cẩm màu cai, cẩm Raven, Nautilus. Raven với lại Nautilus thở ra rất là nhiều những con tướng mạnh ở khu vực đường dưới. Nhưng mà bên phía của Team Well thì họ quyết định là lựa chọn Annie. Đây là cái con tướng khá là chủ chốt ở trong giai đoạn có và chọn khi mà bên phía của đội 1. Bởi vì họ hoàn toàn có thể có một cặp Wukong với lại Annie ha. Còn họ cấm điên Ragas. Ragas có thể là đánh với lại cái kèo Annie, dây của kia ra đường trên. Con Varus khá là tiện dụng để có thể kiểu dạng đánh theo cái thế mà kiểu dạng đẩy đường á. Anh em biết cái thế đẩy đường không? Là khi mà con Varus nó sẽ đánh cặp với lại Heminger hoặc là con Kama á, là lúc đó đường dưới của bên phía của Gam là khỏi phải lo nữa. Là lúc đó Gam sẽ cứ đánh lên khu vực đường trên thôi, nơi mà họ có Kiyaya điểm mạnh. Rồi họ có Levi nữa ha, thì cái đó là cái vận hành cái việc mà cấm Varus này nó cũng khá là hay của bên phía Team Well ha. Đây là Victor chẳng hạn, chỉ cần một chút kháng phép là có thể thoải mái farm với cả con bài thi farm với cả con bài Annie ở vị trí đường giữa này. Bây giờ thì bên phía của team bên phía của Gam thì muốn chia cái cặp Annie với lại Wukong nè. Cái sự lựa chọn Wukong cho Levi là sự lựa chọn ok đó, hay á. Nếu như không thì khó chơi lắm. Lee Sin tướng tủ của Killwin nè. Sau đó thì Nagiya bích con Kassante ở đường trên. Hiện tại thì đang có rất là nhiều những con tướng có thể play bích được á, tùy vô cái phong độ và cái sự tự tin và cái cách xử lý kèo của player ở Việt Nam á. Thì chúng ta sẽ có con Kassante play bích nè, con Kassante thì nó sẽ là một vài những cái trường hợp ha, xin lỗi mọi người, tại vì nó bị giảm sức mạnh rồi, nó không còn là quá imba như ngày xưa nữa, nhưng mà nó có một vài kèo mà nó đánh rất là mạnh. Hiện tại chúng ta đang có con Fiora, con Zac, con Na, con cá sấu là những con có thể mà bích trước đối phương ở khu vực đường trên. Nó tùy thuộc vô cái sự tự tin của player ở những đội tuyển tại VSET là mình đánh tốt con tướng nào á, thì những con tướng đó đều đẩy tất cả mọi kèo về cái kèo kỹ năng hết. Thường là con ví dụ con cá sấu đi ha, con cá sấu thì nó sẽ đẩy mọi kèo về kỹ năng và quan trọng là con cá sấu nó cũng khỏe nữa, nó mạnh nữa nè. Họ cấm cho mình ở lượt thứ 4 và thứ 5. Tức là tôi nghĩ rằng họ có thể muốn là xạ thủ của họ là vẫn sẽ mang thiên hướng là đánh từ cái tầm xa và mang thêm sát lực một tí xíu chẳng hạn. Bây giờ không còn Varus thì họ có thể nghĩ tới con Jin của vừa đường kèo đẩy được. Bitrise hả? Tôi thấy là cấm Caitlyn nè. Hiện tại đang có con Ashe ha, Ashe cấm luôn nè. Lucian, Jerry ha. Lucian, Jerry, Jin cấm nè. Cấm con Jin. Heminger cũng đã bị cấm. Hay là một vị tướng ở đó mang tương hướng. Thì vậy chúng ta sẽ được đẩy về cái kèo Rai không đủ, họ cảm giác Rai không đủ. Họ muốn có Jerry với lại Lucian hả? Ok, Jerry với lại Lucian cũng ok đi. Bây giờ là team Well họ ở VSET mình đánh con Ezreal á anh em, không có nhiều xạ thủ đánh tốt con Ezreal từ xưa tới giờ rồi. Ở trong những năm gần đây á thì thật ra Slayer cũng có chơi, Artemis cũng có chơi. Nhưng mà để gọi là đánh Ezreal sắc nét á thì cảm giác như ít lắm. Mấy xạ thủ của VSET mình thì thiên về những cái con tướng mà đánh tay chí mạng nhiều hơn. Từ trước tới giờ rồi anh em, con Ezreal của VSET mình nó sao á, nó bị nguyền rủa sao á. Rồi ok, vô ván thi đấu này ha. Ván thi đấu này sao Vịt lấy cái thanh tẩy rồi. Ván này Vịt đang có thanh tẩy với lại con Lucian. Ván này thật ra đâu cần phải lấy thanh tẩy đâu. Vậy là sẽ có thanh tẩy. Cái này thì bên phía của Team Well có thể đánh xuống cánh dưới. Bắn này thì tôi nghĩ là Vịt nên lấy cái thiêu đốt á. Tại cái thanh tẩy thì nó chỉ có một cái tác dụng rõ nhất là giải đi cái hóa cốc của Jin thôi đúng không? Giai đoạn đi đường ha. Lấy cái thiêu đốt thì vận hành nó sẽ ok hơn. Lấy thanh tẩy này nhiều khi là bị thua ở đường dưới á. Thiệt, lấy thanh tẩy này nhiều khi bị thua ở khu vực đường dưới á. Tại vì cấp độ 1 nè, Jerry với lại Lulu sẽ thắng nè. Xong rồi tới cấp độ 3 thì Lucian với lại Nami sẽ thắng nè. Nhưng mà kể từ cấp độ 6 á, không có thiêu đốt, không có lấy được cái lượng máu ở trong cái nhịp tấn công đầu á, không có đủ máu á, thậm chí là khi mà lên cấp độ 6 nếu mà lướt lên
chay mà để tận dụng cái đòn phủ đầu có thể bị bật ngược trở lại nữa cơ. Nên Khi bắt từ đầu cấp độ chiến, 6 với việc mà Mora Lucian không có sẽ thiêu đốt, cảm giác bị thu siêu đường thoát luôn ra năng lượng. Nó sẽ giúp cho ra rất thoải mái đấy. Một đó. con Đó về đường mặt này chất tướng không nha. hề lo ngại là bị tác động Còn bởi mình năng phải lượng rồi. tính theo cả những Mora cái là một tay của Brazil. Anh xử ta lý hay là của nhà tấn player công nữa thiết nè. kế. Cầu thủ rất mạnh mẽ. Mà cầm nhịp độ trên người, chinh phục nó sẽ mạnh rất kinh kẻ hồ vào bên nào nãy tới giờ. Tôi đang Ăn thấy 37 cái gần dòng dưới chiến hả? vẫn đang thật sự chơi một cách rất kín kẻ, không Ăn có 3. quá nhiều những Những sự cái biến động đội trong ở phong cách VCS á mẽ. thường là như thế này Và nè. cũng Đây chính đây lý là do tại sao điều mà khiến tôi anh hay ta nói là hay lo thường là ngại những cái đội của VCS đó, thế. Các nếu cầu thủ họ chơi không trên có các chuẩn phong bị cách kỹ ở trên cấp độ thì một, AI sẽ gọi cầm là không nhịp chuẩn độ bị trên kỹ thì người cũng thay cũng vì không biết nữa, nhưng mà kiểu như chơi là mạnh mẽ. ví dụ pha thi đấu này Lee Sin quyết định là ăn ba Anh bãi ta dòng đã xuống nửa thấy dưới hai đúng đội không? đổ vào nhau rồi. Tốt hơn À, và tôi đang gì vẫn đang tiếp tục thì áp họ lực phải lên biết cầu một thủ điều chủ á trụ của mình. Và tôi là tôi cấp đang độ thấy một tất của cả họ đều đã đang bị muốn chiếm đánh bụi cầu thủ rồi. này. Tôi cũng nhưng Nếu bên như mà phía đã có kế cái hoạch spot họ đã để lại tập cho trung mình khai thác thì xuống tôi cánh nghĩ dưới á thì sâu thì hơn mình nữa phải làm là triệt để chúng ta lên. sẽ Triệt để ở thấy đây á là ok, bây giờ tôi muốn đánh xuống cánh dưới, tôi phải có một cái thiêu đốt đến từ Lucian. Tôi muốn tạo ra cái điều kiện thắng ở cánh dưới và tôi không có cần phải tập trung lên cánh trên dành cho con Kasante của Nakia. Thì ok, bây giờ con Lucian lấy thiêu đốt. Cấp độ 1 làm ơn chiếm giùm cái bụi cỏ ngay chỗ phía bờ sông giùm tôi cái. Ha, chiếm cái bụi cỏ ngay chỗ này giùm cái. Tại cái bụi cỏ này nó sẽ giúp cho và mình chúng chủ động ta hơn rất cũng là cần chờ nhiều. xem Killer Queen anh ta có di chuyển Nên được cái hay con không. mắt này nó Anh ta sẽ có thể đâu di có chuyển bị được biết hay không, đâu. Con mắt và này thì chúng bên ta cũng phía chưa biết là của người không đang bắt đầu di Team chuyển Well được đâu hay có biết không. là đối Anh phương ta cắm đang mắt đứng ngay ở chỗ này một góc đâu. rất nguy hiểm Và với việc mà bạn di chuyển mà bạn không biết tầm nhìn của phía đối phương á thì cái sự hiệu quả trong cái pha găng nó sẽ bị giảm. khiến ta có thể bị bắt góc bí bất cứ lúc nào. Và Zin vẫn đang giữ được máu dành Kiểu cho như mình, và mình chúng bị ta tốn cũng thời chưa gian biết á. được cái phép Mình bị thuật tốn nào thời sau gian đó á. là cái hồi máu. Mà đường dưới cũng đâu phải là thắng triệt để trong Tiếp tình huống theo ghé là thăm một vừa trận rồi đấu đâu. tốc biến, bởi Thậm vì chí chúng là ta bây đang giờ đứng đối đầu với lại Levi nữa. với cấp độ 2, Và bạn không cho hề Levi nghi có ngờ thông là tin. Levi đụng độ với cả Killer Queen. Tuy nhiên là chưa có một tình huống nào À, sao chàng thì đã nếu chạy như thoát mà được. ok, bây giờ mình xác định Và ở ở một cái phía cánh nào sau đó thì chúng mình ta nên có có một thể cái nghĩ kế là hoạch AI đang có nó tình huống trước rõ khi hơn ta trao đổi chiêu thức với cả ở cấp độ Kasate 1 rất là tốt. Kasate để đang mà chơi khá là nó gắt này thì đánh những cái chiến tình huống thuật di rất chuyển của mình là nó mang lại cái độ hiệu vật quả lý cao đơn hơn. diệt kết hợp với cả một cái nội tại con Kasate này. Còn trên và anh ta đang khiến Rokia bắt anh ta phải đợi. Thôi, một con nữa sẽ giúp cho Kia. Ừ, Ta cũng là vừa Kia rồi đẩy đang mắt chèn vô được rừng của phía cái đối tuyến phương đầu hết rồi. tiên. Còn Đánh từ cũng Levi khu vực cơ. ở giữa đẩy được Killer Về Queen rừng ra farm, khỏi biến Wukong động. thì farm lên 6 rồi nè. Nhưng bây giờ Killer Queen anh ta mới cấp độ 3. Wukong nếu Và mà anh không có ta biến mới số chỉ nào ở là trong 3 bãi rừng khỏi nữa rừng. thì farm lên Còn 6 càng sớm Levi càng là tốt. 7 bãi khỏi rừng rồi, 28 sau một tại rất sớm Ừ, thì đường dưới vẫn áp đang lực cho tình ổn huống nè, này vẫn sẽ rất ok thoải nè. mái mà thôi. Đường trên Đây chay là nè. một chiếc khoác thế giúp tôi không nghĩ đây Làm là choáng. 3 đánh một cách quá Chay làm rõ mềm được. ràng. Ui, đập quy Đầu ba tốt tiên quá. Rokia đây là tôi muốn nói, anh ta đứng xung quanh lính, anh ta ăn rất nhiều sát thương từ lính rồi Hát sau đó anh kìa. ta rút ra với một Và đường vừa biên rồi cầu thủ Kia rất chay mạnh. lấy cái lượng máu Và của Nagiya để cho Pirlo Levi dễ găng đang hơn đó cần nè. hỗ trợ rồi, đang bắt đầu đẩy vào và lượng máu khi Rồi pha này mà rướng UWU anh ta hơi đẩy cao lên nha. góc có. Đập Ôi, Q3 pha cắm đấy mắt Kia vô chấp kiểm nhận soát tầm cú nhìn đầu Q ngay flat trước tốc mặt biến Levi dứt điểm nội luôn. tại Đẩy ok. bóng vào trong tường Cấp bên độ phía 6 Kia luôn và khô máu tấn công Levi tiếp luôn. và Levi sắp bị chết rồi kìa. Levi cấp Không, 4 không trúng ngờ Q3 về ô. Levi và cả Tốc biến gồm chết Pumacate double đúng kill là như thôi, vậy. cánh trên Double thua rồi. kill dành cho bên phía của Team Well. Pha này là cân đôi chứ Levi không nhìn phì nữa. Và như nhìn vậy mặt thôi, Levi là đã thấy có mất quá nhiều 3 lợi điểm thế dành cho rồi. bên phía của Team Well. Pha này là cân đôi chứ còn gì nữa. Đã cố gắng để tiếp Etofo. Nhìn Và mặt sau Levi cái là cú đá thấy này, thôi má, pha hất game tung này không chắc được thua quá. mà Naya hất tung rất đẹp. Và sau đó thì Pha double găng này kill rất là quả cực nặng. kỳ lớn. Đây là Pha găng cú này đá tay siêu nặng ngơ luôn. bên trong ạ. Cánh trên Không coi thể như chuyển bỏ được. rồi anh em ơi. Và khi mà Killer Queen tới thì anh ta có Để thể là cho hỗ trợ được, con nhưng pha này gần quỷ như cầu là một Sante nó cú có đỉnh hai điểm điểm của hạ chiến gục. thuật của Team Well. Đúng là như Bây giờ vậy. nó cân hai Và đường. Nagaya và bây giờ hãy nhìn vào ngưỡng trang Bây giờ web. Levi Đây là lên một trong những thì trận đấu lớn nhất nó của cân cầu thủ hai Well. đường, nó chịu Hai đan đội được, không nó thể khỏe làm lắm. sao mà Kia đánh được. Đầu Thì bây tiên giờ là chỉ phải rất cần tập kiên trung xuống nhẫn cánh và dưới thôi. cái nhịp độ chết người Mà để cánh cắt dưới đứt thì anh đường em lên biết phía sau. rồi, đây đây không Quá phải là kiệt cái vời thời cho điểm Team mạnh Well của khi đang con phải Rai. đánh đây sẽ là một ván thi đấu khó và Kia khu vực đường trên. Nên Glory Kia có đang phải thể đánh di rất chuyển là phối nhỏ hợp với lại nhưng con Lee Sin được. mà nhìn đi nhìn lại Và thì bắt đầu Team họ Well khai thác đang nè, giữ vô kỹ bài vô và nhắm bảng, vào cú vô đá nề chính vô của nếp, Sante. Và ăn đó là một rồng cú cuối áp lực lực xuống trên cánh cánh dưới dưới. mới là giai đoạn quan trọng dành cho Team Pep. Anh ta Ấy á, và Kia này có KT sổ đẩy rồi, Kia xong đang di chuẩn chuyển bị lên tấn đường công trên tiếp hết theo lính trong luôn. đây. Cái nguy hiểm là chỗ này nè, Nagia có chiêu Găng cuối, cũng không được bóng đúng đá không? phản bu vô đánh đi, tôi đẩy một người ra khỏi tường Đập rồi Q3 kìa. tấn công ngược trở Pha lại. này Trời Levi ơi, chỉ khô đang máu đem tất cả tấn mọi công thứ đến đó để luôn. tiếp nước một lần nữa. Levi Bóng xoáy. rồi, Tipper Đứt và lùi ra Nagia vẫn vẫn sóng chưa có thể tạt vượt nước qua đến từ Nagia bia và hồi máu. Tipper. Còn Levi Hai vẫn pha fail. thua Ủa ván này và găm lại thắng một đúng trận không? nữa dành cho Team Wales. Và lại một lần nữa một con Kasante, một con Kasante đánh cho thủ tái mặt luôn rồi. Đây là một con Kasante tái rồi thật sự. Nó đánh cho đối thủ không có cách nào để thoát được Ghê cả. vậy, sao găm Team thắng Well vậy? tiếp tục dẫn trước và 4 mạng hạ gục, trong đó có 3 mạng dành cho Nagia rồi. Và Annie cũng có thêm
Trợ Trường Sinh sớm hơn so với KT. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tình huống mà Nagi anh ta nhấp nhả tốt, anh ta còn chiêu cuối thô máu luôn. Nhận thấy đối phương đang ở đây quá nhiều, ngay lập tức Annie của Gori chớp lấy cái nhịp này, tấp biến lên để cứu người đồng đội của mình. Và có cả hồi máu đến từ con bài Nami trong tay BE nữa. Và sát thương Killer Queen kết hợp với Sante nó hút khất đam rồi. Là đủ để đưa Levi lên. Cái đấu này Nagi quá kinh khủng thôi. Bây giờ bạn cầm cái găng Glory lên Trưởng Trường Sinh rồi. Thì lấy cái gì đây đánh nhau đây? Glory lên Trưởng Trường Sinh rồi. Cái đèn của con rắc này chỉ đơn giản là đốt đường cảm, đúng là như dành cho Nagia rồi. Bây giờ thì Lee Sin trong tay Killer Queen đang đứng trên thêm một lần nữa. Đấy, bỏ đi, lóc cước rồi, lớn lên. Và combo nhưng không thì ở vị trí đường dưới này. Thế trận đó thì pha này Killer Queen không cần phải lên trên nữa ha. Killer Queen di chuyển pha này tốn thời gian quá, farm xong chạy thẳng xuống dưới rồi. Tại vì bây giờ đường trên đã thắng rồi. Đường trên đã thắng rồi. Chuyển cái con sứ giả vừa rồi ăn xuống khu vực đường dưới. Tập trung xuống khu vực đường dưới để tạo thêm một cái điều kiện thắng cho team mình nữa. Nên cái pha di chuyển này nó bị phí thời gian của Killer Queen ha. Cassante bây giờ sao chết được nữa? Không chết được nữa anh em ơi. Rai nó có di chuyển, nó có đẩy đường, nó có lên ram ở khu vực đường trên cũng khó, nói chung tốn thời gian nhiều lắm. Mà chắc chắn thì cái thời gian tận dụng ngược trở lại đến từ con sứ giả của bên phía Tupac nó sẽ tốt hơn. Đừng lên đường trên nữa, farm xong chạy thẳng xuống đường dưới nè. Chạy thẳng xuống đường dưới hoặc ra khu vực đường giữa một nhịp nè. Ra áp lực với cặp mid rừng cũng được anh em. Và KT di chuyển lên với phòng xe không giải quyết nào. Side Star đang bật điện đạt đỉnh điểm. Và có thêm cả đó là sóng thần nữa. Zin đang liên tục bị gây sát thừa. Ta ôm thêm cả đam của trụ. Đường trên tôi đang thấy ý định của KT là bị dứt điểm cho được Nagiya. Và liệu Nagiya có chết hay không đây? Bẹt đường trên, đường trên, đường trên, đường trên. Và Nagiya sẽ chết mà thôi. Ồ, sếp đào. 5-1. Nhưng mà liệu là Nagiya sẽ chết mà thôi. 700 đồng đối với KT. 5-1. Nhưng mà liệu là tình huống ở khu vực đường dưới. Levi bị đá về có hóa cốc. Lụm Levi. Kia dịch chuyển. Double kill cho Lucian. Kia gia gõ một điểm hạ gục. Ok, chạy về nhưng vẫn có double kill cho Lucian. Ê, đai trụ luôn hả? Hết mana. Làm choáng đang trụ, giết hỗ trợ. Dịch ra. Vịt hết đam rồi, vịt hết mana rồi. Mà thôi, một cái tàn hỗ trợ rất là khô máu luôn để anh ta hạ gục Kia. Và thậm chí Kia còn mất đi cho mình một cái solo kill ác kìa. Nhưng Naya, anh ta luôn solo kill. Ba lớp giáp trụ. Và đây chính là cái trụ đầu. Con sứ giả đâu rồi? Con sứ giả đẩy lên đường trên cho xạ thủ hả? Nhường trụ đầu cho xạ thủ. Ok, vẫn được ha. Vẫn được, dịp đẩy này vẫn được. Nhiều tới trụ 2, ok. Cho nên Kia tâm này cũng sẽ phải cần phải cho bản thân của mình một ca tiền. Thì Annie Lee Sin với lại Lucian Nami bây giờ đi chung với nhau anh em. Khỏe lắm. Để cho ông Cassante tự làm gì ở đường dưới tự nó, kệ nó. Bây giờ cái bộ 4 này cái bộ 4 này giao tranh chịu gì nổi anh em. Cái bộ 4 này vô giao tranh chồng CC con Annie nó mở tốn nè. Kích tốc lên, tốc độ chạy cao. Áp sát làm choáng xong rồi Lee Sin follow up theo. Lucian có cái lượng sát thương dồn rất là mạnh nữa. Bây giờ cứ đánh theo cái cặp bộ 4 này thôi đúng không? Rồng thì đang chia hai nửa. Có câu sứ giả. Đẩy KT với đi với lại Nagiya là một cái sự lựa chọn hay nè. Đẩy KT đi với lại Cassante làm sự lựa chọn khá là hay của phía của Gam. Trừng phạt giữ đường chim. Và hai người trên đường dùng vương miệng Suret rồi 136 tiền để hướng tới những cái món. Ok, đánh từ tốn về nhà. 3 phút nữa ra rồng, 2 phút nữa ra rồng. Rải mắt xuống cánh dưới thôi.
chiếm cái lượng tầm nhìn, đẩy con sứ giả dìu xuống trụ 2. Tôi đang muốn coi cái đợt mắt vừa rồi của BE cắm, cố gắng rải ra hai bên cánh lấy cái lượng tầm nhìn bao quát. Nhưng mà sao cái lần về nhà vừa rồi nó bị ít mắt tím quá vậy? Anh ta sẽ để tiền để, và bây giờ thì mối dịu gia cảnh đã có dành cho Kiaia, hãy đặt đứng chết là rất có. Ok, tấn công vào trụ 2 ha. Đã về sóng thần đẹp. Hất 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 hất. Là cái già vẫn sống không nội ơi. Nó xuống đây mà coi con tăng cơ kinh khủng này này. Nó vẫn còn thở, giao tranh còn hả? Và đó là Zin và đó là cái team có thể thở được. 9-3 dành cho team Wales. Và họ đang muốn hướng ra con rồng về một tương lai nào đó. Nhưng trước hết... Hôm nay tôi nhớ là BE còn hai mắt đúng không? Và đó là Zipri mà cô con tăng... Đó là Kassante la vào bất chấp vững... Hôm nay BE còn hai mắt đúng không? Còn hả? Muốn hướng Team Will... Lúc mà về anh em, lúc mà về nên vòng xuống cánh dưới một nhịp. Vòng mé mé xuống cái khu vực này nè, để lại tầm nhìn ở khu vực hang rồng á. Nó sẽ x2 cái lượng mắt của mình ok. Mà thôi không sao, vẫn đang có nhịp kiểm soát rồng tốt nè. Ăn rồng 3, nãy giờ gam là từ chỗ giao tranh nha. Đổi nhưng mà đổi lỗ để tìm ra cái khoảng trống farm. Ghê vậy, nói KT farm ác vậy. 250 luôn kìa. Thì nó không đủ Annie cùng với cả nộ lâm cước, thậm chí là Kassate có thể lao thẳng vào để hất tung người KT. Sống mầm không trúng, nhưng mà 8 đến từ những cái pha thả gấu đến của Annie cùng sống mầm, thậm chí đến từ những không trúng muốn họ ăn tung thì nó bất ngờ nhiều 20 tiếng quê họ kết hợp với cả là quá nhiều. Ok, đẩy đường dưới ổn à, khó sau kiểm soát là bạn sẽ có nhiều lợi thế mà thôi. Đó là những công đang làm ôi họ quyết định. Lowry đang được rất nhiều những nhấp nhịp Baron hả? Bắt đầu lướt tay bắn Levi bất cửa sông. Hay quá vậy, kiểm soát xong rồi giết được Levi kìa. Levi để có thể đánh được không? Ta đang bị thả gấu, đang bị gây sát thương, đang bị rất nhiều những cú tiêu rủi rất kinh khủng và vịt bắt đầu lướt tay bắn Levi của Baron. Rồi, thằng này hiện tại thì Gambit Spot họ không thể nào kiểm soát được. Đổi trụ lấy Baron. Nagia đánh ngược lại bán vắng xuống vị trí đường dưới, nhưng bây giờ Nagia có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đội đánh Nagia, Nagia đánh ngược lại bạn và người đang gặp khó khăn là Style. Style bật đỉnh đạt đỉnh điểm, nhưng là đỉnh... Rờ sớm nên dồn sát thương vô Style hả? Một con Jerry bất lực, ám ma pháp. Ở bên phía của Gam họ bỏ Baron, họ lấy trụ 2 anh em. Nói chung là Gam làm cái đội tuyển đưa ra những cái phương án để mà đáp trả cũng tốt, rất là nhanh, khiến cho họ không bị lỗ nhiều. Anh em sẽ thấy khi mà cái việc mà mất đi hai trụ đường giữa, họ cũng bào được trụ khu vực đường trên. Họ có một cái lượng chinh lịch dành cho Jack với lại Ryan nữa. Và bởi vì bên phía của Gam ăn được con rồng nước, nên họ không có bị áp lực đến từ cái linh hồn rồng. Họ chấp nhận họ buông bỏ ha. À vừa rồi ok, nếu mà bị mất cái thế khu vực đường giữa, Levi bị tấn công á. Đó. Tóc biến thoát khỏi tình huống thả gấu. Tiếp tục là tình huống đổi công trình. Không ngờ người ta đẩy được KT vào phía góc và KT đang quay trở lại. Ta đang được hỗ trợ bởi rất nhiều thứ. Sai vẫn đang bắn bật điện đạt đỉnh điểm lên, bắt đầu gây sát thương. Nhưng liệu là tâm đây không, đây không được rồi. Không, đúng là như vậy. Ok, lấy được trụ 2 về, lấy được con rồng về. Đánh fail ít nhất là 2 đến 3. Trên lệch tiền bây giờ là nhiêu rồi? 4.400. Cái lợi thế nãy giờ anh em sẽ thấy bên phía của Team Well họ di chuyển rất là nhiều. Nhưng mà bên phía của Gam họ vẫn đang rất là nỗ lực để bám farm. Thường là những cái đội tuyển khác rơi vô thế này chắc phải thua cỡ chừng 5-6 ngàn tiền. Và bên phía của Gam đang thua có 3 ngàn tiền thôi. 3 ngàn tiền. Đúng là như vậy. À, đây là cái phương án đánh đổi của họ ha. Ta đang tự hỏi và Killer Queen cũng sống mầm rồi. Cua đỏ được cướp bởi Levi. Nhưng mà tôi cảm giác là thật ra pha cướp này của Levi nó chỉ mang tính chất là lấy đi một bóng trúng vị trí đường giúp web khi mà tên lính quyết xong dàn trụ dắt tài của con đang farm tốt. Nói chung Team Well cũng đánh nhìn vô mọi thứ nó cũng bài bản anh em, chịu một vài những tình huống họ di chuyển hơi trễ trễ một chút xíu thôi, vài giây, nhưng mà căn bản là họ đánh lập cái đội tuyển đang vận hành một cái lối chơi rất là bài bản, di chuyển cắm mắt rồi bị mở nè, á ra mở cái gì nhưng vẫn còn thở. Mở nè, Levi mở. Nhưng sóng thần đẩy quá đẹp.
Lucian đang được bắn ra free shot nè. Glory hỏa cốc ai cuốc Glory tốc nhãn nè, tốc biến né thiển ngục tốt nè, đẩy về ok, chơi luôn đánh tiếp luôn nhiều đám mà. Ây da, Gam pha mở pha đó nhanh lắm. Nhưng hình như trường này không được rồi, hất tung lên để chặn, hất tung lên không được và đánh thương được rồi. Ok, ra mở pha vừa rồi cũng ngon anh em. Kiểu cái nhịp mở đầu nó cũng mạnh đó. Nhịp mở vừa rồi nó cũng hỗn loạn chút xíu. Mà để tôi coi lại coi cái sóng thần của Nami ok. Vẫn còn thở, sóng âm trúng lao vào lòng xoáy, tung sóng thần chặn đường về cũng ok, không đến nỗi là quá tệ. Hỗ trợ Levi và Levi đã phải nằm xuống mà thôi. Glory đang muốn chưởng, Glory đang giữ chân tay lại phía bên đây. Không kịp của mình. Hai đội đánh nhìn ngợp luôn á chứ. Đánh nhìn rất là ok. Rai trưởng quá chị trưởng. Levi kiểu như nhìn ra những cái pha mở ác thật sự. Tốc biến mở nha chứ không có đúp nha, tại vì cái đúp của con Wukong nó rất là quan trọng. Cái đúp của con Wukong là một trong những cái chiêu thức mà giúp cho bạn sống sót á, hoặc là tạo ra nhiều tình huống mà giữ đam được á. Chứ mà bây giờ mà bạn mở bằng đúp á là fail rồi nha. Một vài những cái trường hợp chúng ta mới xài đúp lên thôi. Còn thường là chúng ta sẽ sử dụng đúp để hiệu quả hơn. Tôi đang muốn coi đồ này ra là những món gì mà 5.000 sát thương, 5.000 công tâm sẽ tiền. Một cây nhiều hơn so với một xã thủ nữa. Thì chỉ là đồ tăng cơ. Tôi xin nhắc lại nữa, đây chỉ là đồ chống chịu mà thôi. Và Nagiya mở ra. Hai bên bây giờ đang chơi đam sòng phẳng rồi. Ở bên phía của Team Bell đang thua phép hỗ trợ của Lucian. Đang có trên người của Kiya và họ đang thành công với chuyện đó. Ở phía bên phải, bây giờ thì Team Bell đổi mục tiêu. Sấy thành trừng nè. Vô cái bóng vòng xuống cánh dưới, chia người ra anh em, chia người ra thôi, bịt chay một dịp lấy cái khổng lồ kế Nagiya cứ che thôi không sao. Đó, có đồng hồ Apay hả, sóng thần bực ngược trở lại. Ôi xì tay lòn lòn bắn được luôn anh em ơi. Katie đồng hồ, Stai bắt đầu bắn, Nagia đang cân, Nagia đang chém, Nagia chém, anh ta chém không nổi nữa rồi. Và Stai vẫn đang được bắn, Stai vẫn đang gây sát thương. Killer Queen sẽ bị dính phản đồ, chàng anh ta không bị dính phản đồ, ta đã quen bỏ chạy. Jin hỗ trợ. Thôi vừa rồi Killer Queen muốn đá nhiều người đúng không? Katie nó lùa vịt rồi anh em. Katie nó câu cả vịt với lại cả khúc sau của Nagia nữa. Thì ngục đó. Style nó lòn lòn nó. Giao tranh hỗn loạn quá, style nó lòn lòn nó vẫn bắn được. Vậy end luôn hả? À, một cửa thôi đúng không? Cùng xem lại tình huống này, sóng thần lao vào dồn vào người của các thành viên bên phía Gami Sport. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này, sóng thần lao vào, một pha thả gấu cũng rất đẹp đến từ Gori. Tuy nhiên bên phía của team Gami Sport họ còn sống người chơi xạ thủ. Xạ thủ Gami Sport ở trong tình huống này ta né tất cả những kỹ năng, né tất cả những tình huống có thể. Pha vừa rồi là chỉ có mình Glory nó focus vô style thôi, bắn cháy máy và đủ sát thương để kết liễu từng máy giao tranh nguyên cục luôn, giao tranh nguyên một cục luôn em, nó khó dình vãi chưởng luôn. Mà Glory nó vẫn cố gắng để tốc biến nó thả gấu vô style. Và bị cái là không có follow up, không có đam sát thương nó chồng theo thôi. Và vừa rồi mình khó nói lắm. Và đó thì Killer Queen muốn mở bất ngờ. Bây giờ tôi nghĩ Killer Queen đi. Tìm mấy cái góc mà khuất khuất á, vô cho nó áp lực. Đừng có đứng thẳng mặt như vậy. Thẳng mặt như vậy kiểu dạng vô nó không bị bất ngờ. Tại vì cái team này là đã có dàn trắng rồi. Team này là đã có con Kassante nó trâu tăng lắm, trâu to lắm.
Nên bây giờ cứ chia theo kiểu dạng 4 thằng đứng chung một chỗ, xong rồi Killer Queen dạng tạc 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 á. Và cả cái dây chuyền sự sống nữa đến từ bài. KT đang muốn sử dụng tất cả những cơ thể của nó để bước lên bắn. Rồi Killwin chạy về mất thế. Tóc biến làm choáng của Kia ra. Quỳnh không được chơi game. Levi sấy. Nagiya bây giờ chưa tới, mới tới. Bị mở rồi, ga mở ác quá. Ga mở mấy pha ác quá. Cái pha vừa rồi hay nè, với lại cái pha trụ hai khu vực đường trên nè, hay nè. À, toàn là những cái thời điểm mở mà nó rất là nhanh, rất là chớp nhoáng. Dù pha thi đấu này thì anh em sẽ thấy là cái con tướng mạnh nhất của bên phía Team Well nè. Nagiya đâu có bước vô tình huống giao tranh này đâu. Coi như là 4-5. Lucian không được chơi game. Mức đam của Lucian. Bên phía của Team Well bị vô cái thế giao tranh sai thôi à. Chứ mà bây giờ giao tranh mà kiểu dạng giao tranh thẳng mặt á. À, giao tranh mà kiểu dạng đúng đội hình á. Chứ không phải là thẳng mặt. Kiểu bây giờ con Kassante nó đứng che trước. Bắn lăn tàu tuyết không được ha. Để coi cái con rồng đầu tiên sao. Rồng 2 chứ. Cái này như đã nói thì Killer Queen nên xuống bot sớm nè. Rồng 1 ăn được nè. Chạy tới, Kia đang nhắm mục tiêu theo, ta đừng muốn bao rủ BN tới, có rất tới khi không bắt được gì ở lại lane và có thể chơi được trên đối phương với cái vòng xoáy không. Anh này Killer Queen chạy lên top, bot về xài tiền. Killer Queen chạy lên top, farm 3 bãi, bot về xài tiền. Tại vì rang rồng, à họ đổi đường luôn, họ tận dụng sứ giả luôn. Cái quan trọng của vịt đấu này, mất rồng 2. Kia bây giờ đã có thể phải cần phải cho bản thân của mình một sự an toàn nhất. Thì chút thứ hai ở vị trí hai con Team Well họ sẽ để cho con bài Kassante trong tay của đấy để có thể phòng ngự gia tăng. À, cũng không chắc nữa anh em. Nhưng mà nếu như mà Killer Queen có những cái quyết định mà nó tốt hơn, ví dụ như là pha trước không có mất thời gian, chạy thẳng xuống cánh dưới, đẩy sứ giả xuống khu vực đường dưới, lấy được hai lớp giáp trụ, tạo ra cái thế thấp máu để cho Nagiya tự chơi. Sau đó chơi xoay quanh mid một chút xíu, lấy áp lực đẩy khu vực đường giữa, ăn câu đồng nguyên tố thứ hai. Cứ đúng theo cái nhịp đó thì nó sẽ theo cái nhịp kiểm soát rồng là ok. Tại thời điểm hiện tại thì Lucian nó cũng mạnh hơn so với con Jerry nữa. À, và thêm vào nữa là vịt nên đổi cái phép trợ thiêu đốt ha. Nó sẽ ok hơn ha. Thì nếu mà đánh lăn cầu tuyết theo cái mục tiêu đó thì tôi nghĩ là nó sẽ áp lực hơn. Chứ bây giờ anh em sẽ thấy là Gam bây giờ vô cái thế thậm chí là họ bỏ luôn. Đối phương lấy xài câu sứ giả thứ hai lấy trụ họ bỏ luôn. Họ tạo ra cái thế đẩy đợt lính ở hai bên cánh. Farm rất là vượt trội. Trên lệch về tiền như đã nói thu khoảng chừng 3.000 tiền thôi. Rồng 3 họ bỏ luôn. Rồng 3 họ bỏ luôn. Rồng 4 thậm chí là họ bỏ luôn sao á. Mất Baron, mất Levi ha. Pha này mất Levi không cạnh tranh được. Lấy được trụ đường giữa luôn nè. Nên nếu như mà để sửa bên phía của Team Well thì cái pha mà của Killer Queen là cái pha mà tôi nghĩ quan trọng nhất. Họ không có cần phải, họ phải xác định là đội hình của mình đang có một cái cánh trên quá khỏe rồi. Bây giờ tập trung xuống cánh dưới thôi. Và tận dụng cái đội hình mà mở giao tranh tốt của Lee Sin với lại Annie. Và có cái sự vượt trội hơn của Lucian nữa. Đánh xuống cánh dưới ăn rồng, kiểm soát rồng. Ok hơn ha. Rồi pha này nè, pha này bị tốn thời gian nè. Tốn hết cỡ chừng 30 giây, farm xong 2 bãi. 7 cốc 7 sói có thể về nhà lên trang bị chạy thẳng xuống cánh dưới. Hoặc là áp lực ra khu vực đường giữa để có một cái cặp pit 7. Mấy cái đó là mấy cái có thể sửa mà mang lại cái lợi thế lăn cột tuyết cho đội hình của mình ha. Thì anh em sẽ thấy á, ví dụ như Gam là một cái team mạnh ở Việt Nam của mình. Và họ biết đánh thế thua. Kiểu như bây giờ rơi vô cái thế bất lợi á, họ vẫn biết cách để có thể xử lý. Họ đánh đổi mục tiêu chứ họ không có mất nhiều thời gian. Ví dụ như là sẽ có những cái trận mà ví dụ trận của SE vừa rồi đi, anh em vẫn còn nhớ cái pha mà họ ráng tranh chấp câu sứ giả không? Họ ráng tranh chấp câu sứ giả không? Thay vì vậy họ hoàn toàn có thể họ bỏ áp lực ở xuống cánh dưới, họ rải tầm nhìn cũng được vậy. Họ ráng tranh chấp ở câu sứ giả, họ mất thời gian ngay chỗ đó và cũng không gặt hái được bất kỳ cái lợi thế nào hết.
Thì ví dụ trong cái ván thi đấu này thì anh em sẽ thấy là Gam không có bị mất thời gian để tranh chấp mục tiêu với đối phương, tại vì họ có một cái kế hoạch khác, họ chơi xây dựng theo một cái phương án khác, họ tích lũy khả năng farm đến từ con Rai với là con Zac, và có một cái kèo có cái lượng sát thương đảm bảo đến từ hai cái nguồn này. Thì cái bài toán lăn cầu tuyết không được tốt đến từ bên phía của Team Well thôi, nên căn bản vẫn phải sửa.